xin chào xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị hiên và các bạn thân mến không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay hay chưa nhưng mà hiện tại thì chị hiên đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi đấy vậy nên nếu như các bạn đã đang tham gia trong buổi học ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị biết nhé được không nào rồi chỉ học cách học chỉ cách học và nhớ lâu đi chị đây này mới bắt đầu mà đã có rất là nhiều những cái yêu cầu mà các bạn gửi đến chị hiên rồi đây xin chào hồng xin chào vân anh xin chào dung xin chào các bạn à, các bạn ơi hiện tại thì bây giờ các bạn đã có mặt trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị chưa ạ chúng mình đã có mặt ở đây chưa ạ rồi xin chào hà xin chào trung anh xin chào huyền xin chào hoài phương xin chào thanh hiền xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với cái chiến dịch cùng chữa đề với chị hiên em ngồi đây đợi chị từ chiều à <laughs> xin chào khánh vân nhá, xin chào huỳnh như xin chào hà xin chào tất cả các bạn à, các bạn ơi xin chào quỳnh trâm cái đề bài ngày hôm nay chị lựa chọn để cùng chữa với tất cả chúng mình đó là một cái trích đoạn được trích ra từ uh, bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường và chị hy vọng rằng là tiếp tục với cái bài chữa ngày hôm nay thì các bạn sẽ có được cho mình các bạn sẽ có được cho mình thêm một cái bài văn mẫu nữa một cái bài văn mà giúp cho các bạn tự tin hơn trong bài kiểm tra sắp tới nhé được không ạ rồi em đang bị stress quá <laughs> Trời ơi Hải An ơi Thế là nghe chị Hiên giảng bài là là xả stress luôn hả em Xả căng thẳng luôn hả em Không biết là nên vui hay nên buồn Thôi thì cứ nên vui nhở Đúng không Thôi thì cứ nên vui Cũng coi như đấy là một cái lời động viên nhở <laughs> Rồi ok các bạn ơi Các bạn đã sẵn sàng để chúng ta sẽ cùng chữa đề ngày hôm nay chưa nào và rất là cảm ơn các bạn nhé Bởi vì ngày hôm qua ấy, sau khi mà cái phần phát trực tiếp kết thúc Thì đã có khá là nhiều bạn lựa chọn đăng ký khóa học 10 ngày Học văn, chạy văn cùng với chị Hiên Và chị rất hạnh phúc về điều đấy Chị hẹn các bạn ở trong khóa học chạy văn Để có thể chia sẻ cùng với chúng mình Về những cái phần kiến thức sát nhất, cần thiết nhất Để phục vụ cho cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều, rất là hạnh phúc về điều đó rồi, À, lại stress quá rồi Tú Nhi Thế làm sao Chị ơi phần đọc hiểu câu hỏi câu trả lời câu hỏi gạch đầu dòng được không ạ Thật ra thì cái này nó sẽ thuộc phụ thuộc vào cái cái việc lựa chọn hình thức trình bày của các bạn thôi Thế nên là các bạn viết thành một đoạn văn ngắn cũng được mà các bạn gạch đầu dòng thì cũng không có sao hết không ai trừ điểm các bạn ở cái phần đó đâu nhá À, điều quan trọng nhất đó là gì? Điều quan trọng nhất đó chính là à, các bạn đưa ra một cái câu trả lời đúng, đủ được không ạ? Ngắn gọn, rõ ràng là được. Ok chưa nào? Còn 6 tuần nữa mới thi giờ học có sớm quá không chị? Trời ơi, các bạn ý còn học từ đầu năm kia kìa Minh Anh kìa. Mà bây giờ lại còn hỏi là giờ có học học bây giờ có sớm quá không? Hỏi thế xong rồi chị còn mắng cho ấy nhá. Khóa chạy văn gồm những gì vậy ạ? À? chúng mình sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức nền của 12 tác phẩm trọng tâm cộng với việc giả soát lại về phương pháp làm bài em nhé. Đều là những cái phần rất quan trọng để chuẩn bị cho cái bước nước rút, bước vào kỳ thi sắp tới. Thế nên là đây sẽ là cái cơ hội cuối cùng. Nếu như bây giờ các bạn đang cảm thấy cái việc học văn rất là khó, vậy thì hẹn các bạn trong khóa học 10 ngày chạy văn nha. Hoảng quá chị ơi, bây giờ mới hốt hoảng à? Tại vì năm nay thấy cảm giác như là 2 k năm bình tĩnh lắm, thật sự luôn. <laughs> năm nay kiểu cảm giác như là 2 k năm bình tĩnh lắm bây giờ thì không biết là các bạn đã sụp sôi hơn một tí chưa nhưng mà thời gian vừa rồi thấy các bạn bình tĩnh lắm có tài liệu với làm đề không ạ à? có hẳn một kho tài liệu luôn rồi mỗi bài chị giảng một đề hay sao ạ à? không mình sẽ học mình sẽ chuốt lại toàn bộ kiến thức nền với tất cả các vấn đề luôn hồng hoa hồng hoa à. vậy nên là nếu mà bạn nào quan tâm tới khóa học này lo lắng về việc học văn của mình thì các bạn có thể chủ động nhắn tin về để chúng mình gặp nhau trong khóa học chạy văn 10 ngày cùng với chị hiên nhé khóa học 10 ngày nhé bình tĩnh chơi ư ừ, thì chị vẫn nghĩ là các bạn chơi thật mà chị chị có nghĩ là các bạn chơi đùa đâu chơi thật mà à, thi khối b nhưng mà nghe chị giảng bài cuốn lắm ạ à. <laughs> em có tin không có rất nhiều bạn đã thay đổi khối sau khi gặp chị đấy <laughs> bằng một sức mạnh nào đó đấy bạn an giới thiệu chị cho em ạ à. bạn an nào đấy hả bạn an nào hả hoàng chiến ơi thôi được rồi chúng mình bắt đầu nhá lịch học mỗi ngày à chị đúng rồi mình sẽ học 10 ngày liên tiếp luôn tiên ạ à. nhá đăng ký ở đâu ạ à? một xíu nữa em có thể nhắn tin để các anh chị à, để các anh chị admin có thể tư vấn cho em nhá được không nào hiện tại thì vẫn đang à, nghe giọng cuốn lắm à bây giờ học văn kịp không mọi người vừa bị mắng xong lại đến phúc long có muốn bị mắng cho một trận không hả à học luôn đi chị ơi ok đấy nói chuyện một xíu mà cứ bắt chị nói chuyện hoài à rồi à, nói chuyện một xíu mà cứ bắt chị cứ bắt chị nói chuyện hoài thôi chú mình ơi tập trung vào đây nhá bắt đầu nhá rồi ok sao mọi người gọi là chị nhỏ ố thì học văn chị hiên thì gọi là chị thôi cứ gọi là chị đi cho gần gũi cho trẻ trung nhỏ <laughs> em học văn chỉ được 3 điểm à ôi dồi ôi thôi 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 tôi buồn quá thôi tôi buồn quá tôi không biết là nói gì tiếp với cái cái câu của anh hoàng chiến cả rồi Cuối buổi phát người yêu cho vui á Chị phát bằng cách nào ta <laughs> Chúng mình ơi Bắt đầu nhá Tập trung chưa nào Ok chưa ạ? À? Tập trung chưa nào? Sẵn sàng chưa nào? Bây giờ phải tập trung thì mới mới làm việc được nhá. Chứ nếu mà không tập trung là không không có giải quyết được cái gì đâu. Gì đây? Chuyển từ ban A sang ban C vì chị ui bắt đền chị à? Hả, bắt đền chị à? Rồi ok. Sẵn sàng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá, học luôn nhá. Các bạn thân mến, trong cái tiến trình cùng em học bài vào lúc 11 giờ 10 giờ 30 hàng ngày thì đề bài chị lựa chọn cho các bạn trong ngày hôm nay đó chính là một trích đoạn như sau. Đề bài là đọc đoạn trích. Từ đây như đã tìm đúng đường về, sông hương vui tươi hẳn lên giữa những miền bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long. Kéo một nét thẳng thực yên tâm theo hướng Tây Nam Đông Bắc. Phía đó, nơi cuối đường, nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời nhỏ nhắn như những vành trăng non. Giáp mặt thành phố ở cồn giã viên, sông Hương uốn một cánh cung rất nhẹ sang cồn hến. Đường cong ấy làm cho sông dòng sông mềm hẳn đi như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Và như vậy, giống như sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest, sông Hương nằm ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình. Huế, trong tổng thể, vẫn giữ nguyên dạng một đô thị cổ, trải dọc hai bờ sông. Đầu và cuối ngõ thành phố, những nhánh sông đào mang nước sông hương tỏa đi khắp phố phường với những cây đa cây cửa cổ thụ, tỏa vầng lá um sùm, tỏa vầng lá, tỏa vầng lá um sùm xuống xóm thuyền súng xít. Từ nơi ấy, vẫn lập lè trong đêm sương như ánh lửa thuyền trài của một linh hồn mô tê xưa cũ mà không một thành phố hiện đại nào còn nhìn thấy được. Những chi lưu ấy cùng với hai hòn đảo nhỏ trên sông đã làm giảm hẳn lưu tốc của dòng nước, khiến cho sông Hương khi đi qua thành phố đã trôi đi chậm, thực chậm, cơ hồ chỉ là một mặt hồ yên tĩnh. Tôi đã đến Leningrad, có lúc đứng nhìn dòng sông Neva, có lúc đứng nhìn dòng sông Neva, có lúc đứng nhìn dòng sông Neva, cuốn trôi những đám băng, lô xô, nhấp nháy trăm màu dưới ánh sáng của mùa xuân mỗi phiến băng chở một con hải âu nghịch ngợm đứng co lên một chân thích thú với chiếc thuyền xinh đẹp của chúng và đoàn tàu tốc hành lạ lùng ấy với những khách tí hon của nó băng băng lướt qua cung điện petersburg petersburg cũ để đổ ra bể ban tích tôi, à, tôi vừa từ trong khói lửa miền nam đến đây lâu năm xa huế và chính leningrad đã đánh thức trong tâm hồn tôi giấc mơ lộng lẫy của tuổi dại ôi tôi muốn hóa làm một con chim như đứng co một chân lên trên con tàu thủy tinh để đi ra biển tôi cuống quyết vỗ tay như sông Neva chảy nhanh quá không kịp cho lũ hải âu nói một điều gì với người bạn của chúng đang ngần ngơ trông theo tôi nhớ lại con sông hương của tôi chợt thấy quý điệu chảy lặng lờ của nó khi đi ngang qua thành phố đấy là điệu slow tình cảm dành riêng cho huế có thể cảm nhận được bằng thị giác qua trăm ngàn ánh hoa đang bồng bềnh và những đêm hội rằm tháng bảy từ điện hòn chén trôi về qua Huế bỗng ngập ngừng như muốn đi, muốn ở, trao nhẹ trên mặt nước như vấn vương của một nỗi lòng. Được không ạ? Các bạn ơi thì đấy là cái đoạn mà chúng ta sẽ cùng phải làm rõ. Thế thì cái câu lệnh mà chúng ta có trong ngày hôm nay đó chính là phát biểu cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hình tượng sông Hương trong không gian kinh thành Huế và tình cảm của tác giả dành cho xứ Huế được thể hiện trong đoạn trích trên. Được không ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như thế này. Đương nhiên là chúng ta sẽ trước tiên là xác định về cái mặt hình thức trước. Hình thức của chúng mình sẽ là bài văn. Mà bài văn thì sẽ bao gồm có mở bài, thân bài và kết bài, đúng không? Ở trong cái phần mở bài này thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, đó chính là gì ạ? Đó chính là chúng ta cần phải để ý đến, đó là gì? đó là cái yêu cầu trong đề bài tăng tiếng hả đợi chị chút xíu để chị xem tăng đúng không nhá to hơn không ạ các bạn thấy to hơn không rồi thế thì cái yêu cầu của chúng mình ở đây á nha cái yêu cầu của chúng mình ở đây nhá sẽ là à thứ nhất là yêu cầu chính này là vẻ đẹp của hình tượng sông hương và người ta gợi ý tức là gì Tức là người ta đã đưa ra cho chúng ta cái đoạn kiến thức nền mà chúng ta cần luôn đó. Bởi vì các em đều hiểu rằng là bây giờ thì đề thi trung học phổ thông quốc gia chủ yếu sẽ là cho ra vào cái dạng trích đoạn mà. Đúng không ạ? Chủ yếu là sẽ cho ra vào cái dạng trích đoạn. Phải không ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Là chúng ta có thể thấy là cái yêu cầu chính ở đây là vẻ đẹp của hình tượng sông Hương trong không gian kinh thành Huế. Được chưa nào? Thế thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta nói về sông Hương Lại nói một chút Nhắc nhớ lại một chút về kiến thức nền nhé Chúng ta thấy rằng là trong chương trình ngữ văn lớp 12 Có lẽ cái việc học bơi Để vượt qua hai dòng sông Chính là cái mà các bạn kiểu như là gì ạ? Để cho các bạn thấy gọi là gì? Để cho các bạn Đây là hai cái dòng sông mà khiến cho các bạn khó nhất ạ Đúng không? Ok ạ, à, thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như thế này. Chúng ta nói về dòng sông Hương là chúng ta sẽ thấy là bài bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông thì cái gì ạ? À? à, thì cái nội dung chính, cái hình tượng chính đó là sông Hương. Và khác với sông Đà, nếu như mà sông Đà thể hiện hai cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo và thơ mộng trữ tình được nhìn nhận giống như là một cái cuộc hành trình thì ở đây chúng ta thấy rằng là vẻ đẹp của sông Hương được nhìn nhận qua các cái góc độ. Và có một cái góc độ rất là quan trọng, đây là cái góc độ xuất hiện ngay từ những cái đoạn đầu tiên luôn á. Được không ạ? À? Đây chính là cái góc độ xuất hiện ngay từ những đoạn đầu tiên luôn, đó chính là góc độ địa lý. Và nếu như mà các bạn trí tưởng tượng của các bạn mà phong phú, rộng mở thì các bạn sẽ thấy một điều đó chính là gì ạ? Xét trên cái góc độ địa lý thì chúng ta thấy là chỉ cần đọc cái tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường là chúng ta sẽ hình dung ra được luôn về thủy trình của dòng sông Hương. Và thủy trình của dòng sông Hương sẽ là như thế nào nhỉ? Đó là sông Hương nơi thượng nguồn. Đúng không? Và sông Hương nơi thượng nguồn thì các bạn sẽ nhớ đến hình ảnh gì đây? à các bạn sẽ nhớ tới hình ảnh đó chính là sông hương giống như một bản trường ca của rừng già này sông hương là gì nữa sông hương giống như người con cái di gan phóng khoáng và man dại này và sông hương là người mẹ phù sa của vùng văn hóa xứ sở này phải không ạ thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá đây là sông hương nơi thượng nguồn nhá được chưa nào sông hương nơi thượng nguồn được chưa ạ chúng ta có sông hương nơi thượng nguồn nhá tiếp tục là chúng ta có sông hương khi trôi về đồng bằng châu thổ đúng không ạ à? khi mà trải qua rất là nhiều những cái chướng ngại vật khác nhau đúng không thế thì các bạn sẽ thấy là khi mà trải qua rất nhiều những cái chướng ngại vật khác nhau thì sông hương thay đổi như thế nào giống như kiểu là thủy trình nhá tức là khi mà chảy từ cái nơi bắt đầu của dòng sông đến khi về với kinh thành huế về đến thành phố huế và rời khỏi thành phố huế thì ra sao được không ạ? À? Sau đó là sông Hương khi chảy vào thành phố Huế. Thế thì các bạn có thể thấy là cái đoạn mà chúng ta đang đang cần phải phân tích ở đây này chính là cái đoạn sông Hương chảy vào thành phố Huế nhé. Được không ạ? À? à đúng rồi, sông Hương nơi ngoại vi chính là sông Hương trôi về đồng bằng châu thổ đấy, rất chính xác, tiến đạt nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ có đó là sông Hương khi mà rời khỏi thành phố huế và đổ ra biển Được không ạ à? nói lời tạm biệt nói lời chia tay với thành phố huế đấy ok chưa nào thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là đây đây chính là cái phần mà trích đoạn này đang đề cập đấy chúng ta xác định như vậy để làm gì để chúng ta định hình lại về cái khối lượng kiến thức nền mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho phần bài viết này. Bên cạnh ý tưởng, bên cạnh một cái vốn ngôn từ phong phú thì chị tin rằng kiến thức nền là một trong những cái yếu tố tiên quyết để đưa các bạn đến với những cái phần bài viết đạt số điểm tốt. Vậy nên là các bạn ơi, học kiến thức nền là cực kỳ quan trọng nha. Bây giờ chị Yên chỉ cần đặt một câu hỏi đơn giản, đấy là Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường viết năm nào? Thì chị tin rằng gần 500 bạn, hơn 400 bạn trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay cũng đang cảm thấy rất bối rối. Và trong đầu mình bắt đầu này số ơ. Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường viết vào năm nào nhỉ? Ra đời trong thời kỳ nào nhỉ? Và nếu như các bạn đang bối rối như thế, thì các em ơi, các em biết rằng việc mà các em cần phải làm đầu tiên bây giờ là gì không? Là phải ôn lại kiến thức nền. Mà nếu cảm thấy tự không ôn lại được kiến thức nền thì phải đăng ký ngay và luôn khóa học 10 ngày đi ạ. Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ ngày sau phải gặp, phải chờ đúng tròn 1 năm nha. Mà chị không muốn gặp lại các bạn đâu nhá. Chị muốn là các em lên đại học ngay và luôn hộ chị cái. Rồi, thế thì có bạn nào nhớ không? Có bạn nào nhớ là ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường viết năm nào không? Nào, chị đã từng đặt câu hỏi này rất nhiều lần và đấy. Úi giời ơi, 86, úi giời ơi. Trời ơi là trời Đấy, có phải xem lại sách không? Hả? Những cái bạn mà trả lời năm 1981 có phải xem lại sách không? <laughs> Rồi à, ok, nhất trí Nếu như không phải xem lại sách thì đó là một điều rất tuyệt vời Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái phần bài viết ngày hôm nay nhé Được không ạ? Các bạn ơi, trước tiên để thiết lập phần bài viết thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có mở bài À chị xin lỗi chưa xác định xong. Đây là yêu cầu chính nhá. Yêu cầu chính này. Đúng không ạ? À? Chúng ta sẽ còn có một cái phần yêu cầu nâng cao nữa cơ. Đúng không ạ? À? Yêu cầu phụ, đây cũng chính là yêu cầu nâng cao đấy. Và yêu cầu nâng cao ở trong bài này chị đánh giá là khá đơn giản đối với các bạn. Đó chính là Đây ạ. À. Đó chính là đây. Tình cảm của tác giả dành cho xứ Huế được thể hiện trong đoạn trích trên. Thế chị hỏi các bạn câu này nhá. Ông hoàng phủ Ngọc Tường có phải quê của ông ấy là ở Huế không? Ông hoàng phủ Ngọc Tường có phải quê của ông ấy ở Huế không? Nào, thêm một câu nữa đi, xong rồi nói tiếp. Ông hoàng phủ Ngọc Tường có phải quê ông ấy ở Huế không? Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, Tôm ấp một tình yêu trọn vẹn vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Có phải ông Hoàng Phủ Ngọc Tường ông ấy ở quê gốc của ông ấy ở Huế không? Có phải ông ấy sinh ra ở Huế lớn lên ở Huế không? Úi trời ơi! <laughs> ấy chà chà! Được đấy, được đấy! Các em của chị, chị tự hào với các em quá! Trời ơi! Không phải là ông ông ấy đúng là sinh ra ở Huế, ông ấy lớn lên ở Huế nhưng quê gốc của ông ấy thì không phải ở Huế Mà quê gốc của ông ấy là ở Quảng Trị Đúng rồi Rất chính xác Tuyệt vời quá Một chàng vỗ tay Quá đẳng cấp luôn <laughs> Rồi các bạn ơi Thế các bạn có biết là À rồi Tốt 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 Trời ơi giỏi quá Đấy trời ơi Được đây được đây Rồi ok thế là tốt rồi Thôi chị định hỏi câu này nhưng mà sợ các bạn không biết rồi các bạn ơi, ở đây chúng ta chị chị có một câu này nữa nhưng mà thôi chắc không hỏi nữa. Vào cái này đã. À chị hỏi thế thì không rồi. <laughs> chị sợ không nhiều bạn biết. Chị sợ không nhiều bạn biết. Thôi không hỏi cái này nữa. Bây giờ các bạn các bạn ở đây các bạn sẽ giúp chị này. Ở đây chúng ta sẽ có đây là cái yêu cầu chính và yêu cầu nâng cao. Thế thì chúng ta sẽ cần phải giải quyết cái yêu cầu chính trước đúng không? Sau đấy mới giải quyết yêu cầu nâng cao. Thì bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn làm, chúng ta sẽ có một cái phần bài làm chi tiết như sau để các bạn để ý nhá. Trước tiên sẽ là phần mở bài. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách mở bài mà ngày hôm qua chị dùng cho sông đá ấy. Mà cũng có rất là nhiều bạn nói với chị. Đấy là chúng ta sử dụng mở bài đó cho sông Hương luôn á. Ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ giống như cuộc đời của mỗi con người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau. nếu như văn cao cả cuộc đời của mình gắn liền với dòng sông lâu hùng tráng, nếu hoàng cầm là nỗi nhớ khi ta đi ngang qua sông đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nếu hoài vũ cả cuộc đời của mình gắn liền với con sông vàm cỏ tha thiết chờ phù sa thì hoàng phủ ngọc tường lại song hành cùng sông hương. đi vào trái tim của bạn đọc qua bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông và để lại ấn tượng với bạn đọc là hình tượng con sông hương trên gì ạ? À? à khi à chảy vào thành thành phố huế được thể hiện qua trích đoạn kiều kiều vậy, ừ. nhá. Ok chưa ạ? À? Kiểu kiểu như thế Được chưa nào? Kiểu như thế Nhá, hay là ví dụ một cái mở bài khác Ở đây, được không nào? Là một người con của đất Huế Không ai là không biết đến sông Hương Dòng sông vốn đã được coi là Biểu tượng cho mảnh đất này Đến với Huế ta bị dòng hương mê đắm Quyến rũ giống như hình ảnh của một thiếu nữ Thẹn thùng và e ấp Sông Hương chảy và thi ca nhạc họa Từ bao đời nay Thổi vào ta biết bao cảm xúc giạt rào khó tả viết về sông Hương xứ Huế, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, con người đã dùng cả cuộc đời của mình để yêu thương ôm ấp dòng sông ấy vào lòng, đã từng gây ấn tượng với bạn đọc bằng bút ký, ai đã đặt tên cho dòng sông? Và trong tác phẩm này có một trích đoạn đã giúp ta hiểu thêm về vẻ đẹp của sông Hương trong không gian kinh thành Huế, trích ra, từ đó bạn đọc thấy được tình cảm sâu nặng thiết tha của nhà văn dành cho xứ Huế mộng mơ, được không ạ? À? Hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái cấu trúc mở bài dùng được cho nhiều đề khác nhau chỉ cần các bạn chủ động linh hoạt đó chính là cái cấu trúc liên quan tới trong quá trình sáng tác mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về không ạ à? thế xong rồi mình sẽ trích ở đây không cần phải ở đâu xa xôi cả nhá không cần phải ở đâu xa xôi cả các bạn cứ chủ động các bạn lấy ví dụ như là nếu như nhà văn nguyễn tuân thì chúng ta thấy là ông ấy có những cái mảnh đất nào mà ông ấy thường viết về đó chính là hà nội là tây bắc thật ra ông ấy viết về rất nhiều những cái miền đất khác nhau đấy Thế nên là khi mà làm về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thậm chí có những cái mở bài mà chúng ta biết rằng là gì ạ? Chúng ta sử dụng chúng ta nói rằng là đối với nhà văn Nguyễn Tuân thì dường như ông ấy đã gì ạ? Vẽ ra cả một cái tấm bản đồ của đất nước Việt Nam với bằng những cái tác phẩm của mình mà. Được không ạ? Thì ở đây chúng ta có tiếp theo là Nguyễn Trung Thành. Nguyễn Trung Thành là mảnh đất gì? À, Tây Nguyên, chính xác. Được không ạ? Tiếp theo là chúng ta có gì ạ? À Nguyễn Trung Thành là Tây Nguyên nhá. Tiếp theo nào. Chúng ta có ai nữa nào? Chúng ta có Tô Hoài. Cũng là Hà Nội và Tây Bắc. Chúng ta có Kim Lân. Là gì ạ? Là gì nào? Là miền quê Bắc Bộ. Nông thôn Bắc Bộ. Đúng không? Và chúng ta có hoàng phủ Ngọc Tường. Là gì? Là Huế. Đúng chưa? Thế thì các bạn hoàn toàn có thể linh hoạt thay đổi vị trí. Được không ạ? À? Các bạn hoàn toàn có thể chủ động thay đổi các vị trí và như vậy là các bạn sẽ có được những cái dạng mở bài cho các đề bài về các cái văn các tác phẩm văn xuôi, các cái văn bản văn xuôi mà chúng ta có trong chương trình ngữ văn lớp 12 luôn. Đúng không? Đấy, thế thì chúng ta chỉ cần viết hoặc là ví dụ chúng ta có thể nâng cấp cái này cho nó hay hơn một chút xíu Thì các bạn có thể chủ động sử dụng gì ạ? À, những cái câu thơ của tác giả Chế Lan Viên á Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói thay lời biết bao nhiêu người nghệ sĩ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Quả thực là như vậy Đã có rất nhiều những miền đất hóa tâm hồn Đúng không ạ? À? Trong trái tim của những mỗi người nghệ sĩ bởi lẽ trong quá trình sáng tác thì mỗi gì ạ? À, nhà văn, nhà thơ đều có một không gian nghệ thuật để đi về. Nếu như Nguyễn Tuân đó là gì? Nếu như Nguyễn Ngọc Nguyễn Trung Thành cả cuộc đời của mình viết về Tây Nguyên đầy nắng và gió thì đối với Hoàng Phủ Ngọc Tường, xứ Huế mộng mơ lại là à, lại là cái tình yêu mà người nghệ sĩ này ôm ấp trong suốt cả cuộc đời của mình. Và người nghệ sĩ ấy đã viết về Huế lựa chọn một cái biểu tượng của mảnh đất này đó là sông hương và thể hiện nó một cách gì ạ à? thể hiện nó một cách gì à, tài tình qua à, bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường ví dụ là như vậy nhá ok chưa được không ạ à? thế thì đối với cái này đối với cái cấu trúc mà chị vừa đưa ra ở đây là các bạn có thể sử dụng cho nhiều dạng đề khác nhau luôn được chưa ạ à? thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thân bài nhá Thân bài các em nhớ là chúng ta cần phải đảm bảo các luận điểm gì chưa nào? Các bạn nhớ là chúng ta cần phải đảm bảo những luận điểm gì chưa nào? Số 1, tác giả tác phẩm. Số 2, phân tích. Số 3, giải quyết yêu cầu nâng cao. Số 4, khái quát đặc sắc nội dung nghệ thuật. Số 5, à không có số 5. <laughs> Được không ạ? Và kết bài, chúng ta sẽ khẳng định lại vấn đề và nêu ra những cái cảm xúc cá nhân của các bạn. Đấy là về mặt cấu trúc Chị tin là có nhiều bạn chưa chắc là đã nắm vững cái cấu trúc này đâu Và thường là sẽ không biết là bắt đầu như thế nào khi chúng ta bắt đầu viết thân bài Có rất nhiều bạn thậm chí ngay lập tức lao vào luôn, viết ngay và luôn Cái phần thân bài là gì ạ? À? Sông hương thế này, sông hương thế kia Được không ạ? À? Phân tích luôn Được không ạ? À? Thế thì như vậy thì có những cái nội dung mà chúng ta cần phải đảm bảo trong ba em điểm Thì chúng ta chưa đảm bảo được Ok chưa ạ? À? Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là bây giờ chúng ta sẽ có cái luận điểm đầu tiên đó là luận điểm về tác giả tác phẩm các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta có về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Chúng ta sẽ bắt đầu viết luận điểm số 1 như sau. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một nhà văn, nhà khảo cứu văn học, văn hóa. Ông là một nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo và có sở trường viết thể ký, đồng thời là người có công đưa thể ký Việt Nam phát triển lên những tầm cao mới. À rất ngắn gọn. Đưa ra một cái thông tin và đây là thông tin nói về cái gì ạ? Đây là thông tin nói về cái gọi là thể loại sở trường, tức là lựa chọn thông tin về sự nghiệp sáng tác của Hoàng Phù Ngọc Tường để đưa vào. Và lựa chọn sở trường thể loại sở trường để từ đấy mình dẫn vào một trong những cái tác phẩm tiêu biểu nhất của Hoàng Phù Ngọc Tường thuộc cái thể loại này. Ok chưa ạ? Thì ở đây chúng ta có đó chính là gì đây? Ai đã đặt tên cho dòng sông được viết vào à, ngày 4 tháng 1 năm 1981 là một trong 8 bài ký được xuất bản lần đầu vào năm 1986 và tác phẩm này đã làm nổi bật phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường đó là thấm đẫm trong những trang văn lòng yêu nước được truyền tải qua những hiểu biết sâu rộng lối hành văn xúc tích hướng nội tinh tế trong ai đã đặt tên cho dòng sông sông hương là đối tượng để bộc lộ tâm tình là khách thể của trang viết trong sự thể hiện cái tôi của nhà văn sông hương chính là đối tượng để khảo cứu làm nên vẻ đẹp của xứ huế chính vì vậy sông hương đã được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau từ góc độ địa lý đến lịch sử qua góc nhìn văn hóa thi ca và cụ thể với đoạn trích được đề cập Ta nhìn thấy hình ảnh của dòng sông Hương, dòng Hương Giang trong không gian kinh thành Huế. Các em ơi, các em đừng quên cái này nhá. Được không ạ? Các bạn đừng quên cái này các em nhá. Đấy là chúng ta phải cần nêu cả về vị trí đoạn trích nữa nhá. Ok chưa? Các bạn nhá, chúng ta sẽ cần phải nêu cả vị trí đoạn trích nữa nhá. Đừng quên một cái ý này, mặc dù đây là một cái ý rất nhỏ, nhưng mà các bạn cố gắng là đừng quên bởi vì các em hiểu rằng là cái cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia chắc chắn sẽ bám rất sát cái cấu trúc của đề thi minh họa mà trong những năm gần đây thì chủ yếu cái dạng đề nghị luận văn học của chúng ta là đều cho đoạn trích đều cho trích đoạn các bạn ạ vậy nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé và đừng quên là chia sẻ công khai phần phát trực tiếp này để một xíu nữa sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc thì các bạn có thể nhắn tin về để xin tài liệu nhé xin cái file này nhé Thế nên là đừng quên chia sẻ công khai và đừng quên thả tim cho chị Hiên để chị Hiên có động lực giảng bài thật là hay cho chúng mình, chữa thật là nhiều đề cho chúng mình nhá. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục này. Thế thì ở đây tác giả tác phẩm không có gì để nói nhiều. Ở đây chủ yếu là đưa ra về gì ạ? chủ yếu là đưa ra một cái thông tin về cái thể loại sở trường của tác giả này sau đó dẫn vào luôn tác phẩm nêu ra cái hoàn cảnh sáng tác xuất xứ của tác phẩm sau đấy thì bắt đầu nói về đoạn trích thôi không có gì quá cao siêu hay không có gì quá khó hiểu đối với chúng mình cả phải không ạ à? tiếp tục nhá ở đây chúng ta có là phần quan trọng nhất đó là phần phân tích trích đoạn thế thì các bạn có thể thấy một điều rằng là cái phân tích trích đoạn ở đây ấy, chúng ta sẽ quy về cái dạng đề đó là gì nhỉ đó chính là phân tích hình tượng Đúng không nào? Phải không ạ? À? Chúng ta sẽ quy Đi về cái dạng đề là phân tích hình tượng Trong thể ký Đấy, trong thể ký thì lại bao gồm cả tùy bút và bút ký đấy Thì ở đây chúng ta đang học là bút ký Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích hình tượng Mà cái cấu trúc phân tích hình tượng thì chắc chắn là các bạn đã nắm được rồi Đúng không? đó là chúng ta sẽ phải khái quát chung về hình tượng hay nói cách khác là giới thiệu hình tượng ngắn gọn được không sau đấy thì mới tiến hành là gì là phân tích cái hình tượng đó phân tích vẻ đẹp hình tượng phân tích vẻ đẹp hình tượng đúng chưa ok chưa ạ thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá ok chưa nào thế thì bây giờ chúng mình sẽ để ý ở đây giúp chị hiên một chút xíu này chúng mình sẽ để ý ở đây giúp cho chị một chút này cái ý đầu tiên đó là khái quát chung về hình tượng hay nói cách khác là giới thiệu về hình tượng thì chị đã thể hiện ở trong đoạn này và nếu như các bạn để ý thì các em cũng sẽ thấy là cái câu văn đầu tiên ở trong tùy bút chị xin lỗi ở trong bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông chính là câu văn mà thể hiện một cái vẻ đẹp đặc trưng nhất của dòng sông này. Được không ạ? Đây cùng mở lại sách giáo khoa với chị nhé. Đây ạ. À, cái câu văn đầu tiên á, nếu như trong sông Đà thì đó là lời đề từ. Đúng không ạ? Chúng thủy giai đông tẩu đà giang độc bắc lưu. Thì đối với ai đã đặt tên cho dòng sông chúng ta lại thấy là cái vẻ đẹp đặc trưng, gọi là cái điểm riêng biệt của dòng sông này ạ, lại được thể hiện qua ngay từ cái câu văn đầu tiên các bạn ạ. Hôm nào có thời gian ôn thêm thơ nhá. Tại vì nói chung là khả năng năm nay vẫn có thể vào thơ mà. Để thế nên thành ra là vẫn phải có thời gian ôn thơ mà chị biết được rằng là các bạn trong lớp mình thì chắc là cực kỳ lười ôn thơ luôn. Đến lúc nào mà thi vào thơ thì có mà ngã ngửa. Hả? Đúng không? Rồi ok. <laughs> các bạn ơi, hát hò gì bây giờ hả anh chàng Di Gan ơi? Hát hò gì bây giờ? <laughs> chị còn đang cực kỳ găng thẳng bởi vì một năm vừa rồi á các bạn hai căn năm của chị các bạn ý cứ cứ đi đâu á các bạn cứ làm gì á các bạn ấy có tập trung ôn đâu đến cái giai đoạn này chị mới thấy các bạn ấy tập trung một tí thế này thế nên thành ra là bây giờ chị cũng đang phải dồn tâm huyết để ôn cho các bạn ý đây em ạ rồi đây nhá nhìn này ngay câu đầu tiên trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, hình như chỉ có sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Đó, các bạn ơi, đấy chính là cái đặc điểm riêng biệt của dòng sông Hương nha. Được chưa nào? Đó là sông Hương thuộc về một thành phố duy nhất. Đó, các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có phần đầu tiên giới thiệu về hình tượng như sau. Sông Hương vốn là dòng sông biểu tượng cho mảnh đất cố đô nơi hoàng phủ ngọc tường sinh ra lớn lên và ưu ái dành quá nhiều tình cảm cho mảnh đất này hơn thế dòng sông này còn là biểu tượng cho văn hóa huế cho tâm hồn con người huế mà cũng bởi vì hoàng phủ ngọc tường luôn gắn liền với thành phố huế mộng mơ và dòng hương giang lung linh biến ảo thế nên chính nó đã nuôi dưỡng mạch máu văn chương nơi tâm hồn nhà văn khơi nguồn cảm hứng bất tận giúp ông viết nên những trang tùy bút. Đầu tiên, ký ức về dòng sông Hương luôn đẹp đẽ và vẹn nguyên trong trái tim của ông mỗi khi nhớ về. Ông từng tâm sự những điều tha thiết. Những kỷ niệm thời ấu thơ như những đêm nghe ca Huế, dù đã cách nay hơn nửa thế kỷ, nhưng tôi vẫn không quên. Ngày đó, những đêm ca Huế không sân khấu đèn màu, không micro, người ta ngồi bệt dưới nền đất để thưởng thức âm nhạc những kỷ niệm dung dị đó đã ám ảnh đã ám ảnh suốt những năm tháng tôi xa sông hương sau này để bài ký đầu tiên trong cuộc đời sáng tác của tôi là con sông quê hương sông hương trong những trang văn của hoàng phủ ngọc tường được nhìn nhận dưới các góc độ địa lý lịch sử văn hóa thi ca cuộc đời góc nhìn nào cũng đều ấn tượng cả đặc biệt là hình ảnh của sông hương được soi chiếu trên không gian của kinh thành huế À các bạn thấy không ạ? Ở đây chị có đan lồng cho các bạn những cái chia sẻ rất chân thành của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường với bài ký đầu tiên của ông ấy. Cũng như là cái tình cảm đồng thời cũng thể hiện được luôn cái tình cảm của ông ấy dành cho dòng sông này nói riêng và cho thành phố Huế nói chung. Được không ạ? Và bây giờ sẽ là cái ý số 2 đó chính là cái ý chúng ta sẽ đi làm rõ về vẻ đẹp của dòng sông này khi mà dòng sông này bắt đầu chảy vào à, không chảy vào thành phố huế trong cái không gian của kinh thành huế các bạn chú ý giúp chị nhé thì ở đây chúng ta sẽ thấy này bắt đầu này vẫn sẽ là cái cách thường làm thôi đó là mình bóc tách ra thành các ý sau đó thì mình sẽ đi trích dẫn chứng và phân tích lần lượt từng cái dẫn chứng đó hoặc là mình cũng sẽ có thể làm đối ngược lại, đó là mình sẽ phân mình sẽ đưa ra cái lời bình, sau đó thì mình sẽ trích dẫn chứng vào cũng được nhá. Ok chưa ạ? Thế thì ở đây chúng mình sẽ chú ý này như sau. Có thể thấy, hành trình sông Hương về với Huế giống như một hành trình kiếm tìm và đuổi bắt. Đó là hành trình khám phá chính bản thân mình. Khi thì như bản trường ca của rừng già, khi thì như một cô gái si gan phóng khoáng và man dại, khi thì giống như người con gái nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại, và đặc biệt là hình ảnh của sông Hương khi về với không gian của thành phố Huế. Đây là câu kết nối. Nội dung các đoạn trước và dẫn vào vấn đề nghị luận trọng tâm được không ạ? À? Thường thì chúng ta cũng nên có một câu như vậy, bởi vì đâu phải lúc nào chúng ta cũng sẽ phân tích cái phân đoạn đầu tiên xuất hiện ở trong văn bản đâu, đúng không nào? Thế nên các bạn sẽ chú ý là chúng ta có một cái câu dẫn như vậy. Để đây, bây giờ chúng ta dẫn vào đây. Đặc biệt là hình ảnh của sông Hương khi về với không gian của kinh thành Huế đây. OK chưa ạ? À? Bắt đầu nhé, phân tích từng ý đầu tiên nhé. Đây các bạn nhìn này. Dòng sông bây giờ không còn là một sinh thể vô tri. Nó đã trở thành một dòng sông có linh hồn, giống như người tình nhân đang chuẩn bị được gặp lại người yêu của mình sau bao ngày xa cách và niềm vui như tỏa ra mênh mang bắt đầu dẫn chứng đầu tiên. Đó, dẫn chứng đầu tiên nhé. Các bạn sẽ thấy đây chính là những cái câu đầu tiên xuất hiện trên cái trích đoạn thuộc đề bài của chúng ta. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích này, chúng ta trích dẫn chứng ra này. Từ đây, như đã tìm đúng đường về, sông Hương Tươi vui hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long, kéo một nét thẳng thực yên tâm dưới hướng Tây Nam Đông Bắc. Phía đó nơi cuối đường, nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời nhỏ nhắn như những vành trăng non. Và các em ơi, như chị đã nói rồi, nếu như ngày hôm qua các bạn có theo dõi cái phần bài giảng về người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân ấy, thì chị có định hướng cho các bạn cái cách để các bạn có thể học kiến thức nền các cái tác phẩm ký. Đó là chúng ta sẽ kẻ một cái bảng bao gồm 3 cột. Cột đầu tiên là các ý, cột thứ hai là dẫn chứng của ý đó và cột thứ ba là cái phần bình luận và bao giờ cũng thế. Bình luận thì chúng ta sẽ chú ý tới cái gì? Tới những cái hình ảnh, tới những cái biện pháp tu từ, đúng không ạ? Tới những cái hình ảnh, tới những cái biện pháp tu từ. Đúng không? Chú ý tới những cái đặc sắc nghệ thuật mà tác giả đó đã sử dụng để làm sáng tỏ cho cái nội dung. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ ở đây chúng ta có thể nhận xét về cái ý này nhá. Như sau. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã sử dụng rất đắc địa biện pháp tu từ nhân hóa. Con sông có cảm xúc đó là vui tươi và yên tâm. Đấy, sông hương vui tươi này. Đúng chưa? Đấy, các em ơi các bạn phải bám được vào từ ngữ chứ. Như thế thì mình mới viết cái phần phân tích ký không giống như là mình kể lại, bởi vì có rất nhiều bạn ấy là phân tích ký giống như là kể lại. Xong bắt đầu quay sang than thở với chị là chị Hiên ơi, em chả biết viết ký kiểu gì cả. Tại vì là em thấy nó ngắn lắm. Em không có cái ý gì để em viết hết à. Nhưng mà thật ra về bản chất là các bạn đã đi phân tích đâu? các bạn mới chỉ nhắc lại những cái phần kiến thức các bạn mới chỉ nhắc lại những cái phần thông tin mà tác giả đã đưa vào trong tác phẩm của họ thôi còn về bản chất ý là các bạn đã đi phân tích đầu đây mới là phân tích nhá đã sử dụng rất đắc địa biện pháp tu từ nhân hóa đây là bình luận đấy ạ được chưa nào con sông có cảm xúc vui tươi yên tâm đó bắt đầu làm rõ cái đó đi đó là tâm trạng của một người đi xa tìm đúng đường về đang náo nước bồi hồi, giống như vừa phải vượt qua một hành trình nhiều thử thách, nay đã được gặp gỡ thành phố thân yêu. Đó, làm rõ hơn, cảm giác hạnh phúc dường như lan tỏa mênh mang cả dòng sông và con sông qua những dòng văn của người nghệ sĩ trở nên có tâm hồn gần gũi với bạn đọc. Nó giống như là một cái liên tưởng, liên tưởng dòng sông hương, giống như một cái người đi xa quê lâu ngày trở về. Thế thì bắt đầu là thấy đường phố của mình gọi là đường làng xóm thay đổi nhiều quá Và đến một cái địa điểm mà thân quen với mình Đúng không ạ? Thì ngay lập tức là à đây rồi Lối về nhà mình đây rồi Và lúc đấy mới cảm giác rất là vui, phấn khởi, phấn chấn trên từng bước chân Và yên tâm với cái con đường mà mình đang đi Đúng không ạ? Đấy thì các bạn sẽ chú ý nhá Đó là tâm trạng của một người đi xa Tìm đúng đường về Đăng náo nức, bồi hồi giống như vừa phải vượt qua một hành trình nhiều thử thách, nay đã gặp gỡ thành phố thân yêu, được không ạ? À? và cảm giác hạnh phúc dường như lan tỏa mênh mang cả dòng sông. Con sông qua những dòng văn của người nghệ sĩ trở nên có tâm hồn gần gũi với bạn đọc. và trong hành trình tìm về với thành phố thân thương ấy, sông Hương đã nhìn thấy cây cầu tràng tiền, cây cầu biểu tượng của Huế thơ và một hình ảnh liên tưởng đầy tính trữ tình đó là chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời nhỏ nhắn như những vành trăng non ôi hình ảnh đẹp vô cùng luôn ạ không biết là các bạn có 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 liên tưởng được ra cái hình ảnh này hay không được không ạ có nghĩa là chúng ta thấy là một cái nền trời chúng ta xem cầu tràng tiền ở huế nhá <laughs> tự nhiên chị tò mò quá được không các bạn ơi được không được không Xem tí hình ảnh cho cuộc đời nó nó thơ mộng nhỉ Đấy, các em nhìn thấy chưa? Như những vành trăng non đây này Có nghĩa là khi mà con sông đến ý, Thì bắt đầu là cái cây cầu tràng tiền này Nó bắt đầu in hẳn trên cái nền trời xanh Rất xanh Và tưởng tượng như là những cái vành trăng non đó. Vành trăng non là gì? Là nó màu trắng xong rồi nó vẫn còn năng khuyết đó. Kiểu kiểu vậy Đấy, tràng tiền đấy, cầu tràng tiền đấy Nhìn thấy chưa? Cũng, cũng giống như vành trăng non không? giống như kiểu nửa vầng trăng không kiểu kiểu thế không? một cái vành trăng á một cái vành trăng á kiểu vậy á đó các bạn ơi thấy không đẹp chưa ôi đúng luôn chính xác vương miện trên tóc ôi liên tưởng quá hay luôn bảo ngọc ạ các bạn thấy không ạ đấy cầu tràng tiền ở huế nhá không biết ở đây có bạn nào ở huế không có bạn nào ở huế không ạ đấy các bạn thấy không nha thấy không ạ có bạn nào ở huế không đấy thì đấy chính là cái hình ảnh mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đang muốn nhắc tới Nhá Thế rồi Tác giả đã đan cài vào những trang văn của mình Hình ảnh so sánh sông Hương với sông Sen của Paris Sông Danube của Budapest Nếu như chúng ta có hiểu biết về những dòng sông này Thì chắc hẳn rằng Ta đều biết những con sông ấy đều là linh hồn của thành phố, là biểu tượng văn hóa của quốc gia và đặt dòng sông Hương bên cạnh những dòng sông Sen của Paris, Danube của Budapest, từ đó ta thấy được lòng tự hào của tác giả với dòng sông quê hương, với xứ sở. Đó là lòng tự hào về sông Hương và về thành phố Huế mộng mơ. Được chưa ạ? Đấy, nhá phải hiểu như thế. Tại vì sao mà Hoàng Phủ Ngọc Tường lại đưa ra dòng sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest? Bởi vì là đây đều là những cái con sông Mang biểu tượng của thành phố là những con sông mang biểu tượng của quốc gia chính vì vậy mà đặt sông hương ngang bằng với những con sông này để cho chúng ta thấy rằng đối với hoàng phủ ngọc tường và đối với người việt nam đối với người huế thì sông hương cũng là một niềm tự hào của thành phố và hơn thế sông hương cũng là niềm tự hào của đất nước việt nam ta được chưa ạ rồi đấy là cái phần đầu tiên các em nếu mà các em soi chiếu vào thì các bạn sẽ thấy là chị vừa phân tích xong cái đoạn này được không ạ Đấy chị vừa chị vừa đây. Đấy, chị vừa phân tích xong cái đoạn này. Ok chưa? Bây giờ chị phân tích tiếp cái đoạn tiếp theo nhá. Đó, phân tích tiếp cái đoạn tiếp theo này. Như sau. Bắt đầu. Đây ạ, à, sông Hương được nhìn ngắm trong không gian của kinh thành Huế bằng con mắt kiến trúc và hội họa. À, đấy, còn nêu ra được là là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có sử dụng những cái góc nhìn hay là sử dụng những cái góc nhìn như thế nào nhá. Đây là con mắt của kiến trúc và hội họa được không ạ? À? Sự xuất hiện của một dòng chảy khi đi qua kinh thành vẫn giữ nguyên được kiến trúc của đô thị cổ. Vừa có nét trầm mặc phảng phất không khí xa xưa, vừa có nét hiện đại trong thời điểm hiện tại và có thể thấy, sông Hương cùng những chi lưu của nó đã tạo thành những đường nét cổ xưa cho đô thị. Một không gian Huế được tái hiện trên những trang viết tài hoa. Đó là hình ảnh của những nhánh sông đào tỏa đi khắp phố thị. Có nghĩa là các bạn liên tưởng là bây giờ là có một cái dòng sông mà nó chảy qua các ngõ ngách của thành phố luôn ý. Đây ạ, mình sẽ cùng xem nhá. Kinh Thành Huế xem nào. Các bạn có hiểu không ạ? Tức là có một cái dòng sông mà nó chảy qua các ngõ ngách của Kinh Thành Huế, của gì ạ? Của thành phố Huế luôn ý tức là sông chảy trong phố, ấy. các bạn hiểu không ạ? Thế nên nó tạo ra một cái vẻ đẹp kiến trúc cực kỳ là ấn tượng và đó là một cái vẻ đẹp kiến trúc mà chỉ có đến Huế chúng ta mới cảm nhận được thôi. Ok chưa nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì đây ạ? Một không gian Huế được tái hiện trên những trang viết tài hoa đó là hình ảnh của những nhánh sông đào tỏa đi khắp phố thị là những cây đa cây cửa đã có nhiều năm tuổi, cây đa cây cửa đã có nhiều năm tuổi. Rồi ánh lửa thuyền trài Hệ thống hình ảnh được sắp xếp rất tinh tế Tạo ra không khí bình lặng cho cung cảnh Thể hiện vẻ đẹp yên bình Cổ kính của mảnh đất cố đô Tạo được ấn dấu ấn riêng Về kiến trúc của kinh thành Huế Được không ạ? Và bên cạnh đó thì sự ảnh hưởng Của những chi lưu ấy Đã khiến cho lưu tốc của dòng sông thay đổi đáng kể Với nơi thượng nguồn và ngoại vi Chúng ta thấy rằng là kể cả nơi thượng nguồn Nơi thượng nguồn thậm chí nhá, là dòng sông hương còn chảy rất là mạnh, chảy rất là dữ. đấy là lý do vì sao mà người ta nói rằng là sông hương ở nơi thượng nguồn là gì ạ? là cái bản trường ca của rừng già rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn mãnh liệt qua những gành thác mà cuộn xoáy đúng không ạ? cuộn xoáy vào những đáy vực sâu bí ẩn đấy đúng không? và có lúc nó cũng trở nên dịu dàng say đắm giữa những dặm dài trói lọi của hoa đỗ quyên rừng. có nghĩa là thậm chí là lúc đấy là cái lưu tốc của nó rất là nhanh và thậm chí là nó rất là mạnh và đấy là một cái phần đời mà chúng ta chúng ta không biết về sông Hương. Đấy là một cái phần đời chúng ta không biết về sông Hương, đúng không ạ? Thế thì kể cả ở ngoại vi thì bởi vì chưa có nhiều vật cản thế nên thành ra con sông này cũng chảy với một cái lưu tốc nó nhanh. Thế nhưng mà khi mà gì ạ? Khi mà vào đến thành phố Huế một cái là bắt đầu chia nhỏ thành các nhánh sông để tỏa đi khắp các thành phố. Đúng không ạ? Tỏa đi khắp cái ngõ ngách của thành phố. Thế nên thành ra bây giờ là gì ạ? Bây giờ dòng sông chảy chậm cơ hồ giống như một mặt hồ yên tĩnh. Và để, và để làm rõ ràng cho lưu tốc của con sông, thì Hoàng Phủ Ngọc Tường đã sử dụng nghệ thuật đối lập. À, có một dòng sông Nê Va chảy quá nhanh, còn sông Hương thì trôi thật chậm. Và tác giả còn nhấn mạnh vào cảm xúc tiếc nuối và mất mát. Khi dòng chảy nhanh đến như vậy, từ đó nâng tầm khái quát về quy luật trôi chảy quá nhanh của dòng sông với lời nhận định của Heraclit đã khóc suốt đời về những dòng sông trôi đi quá nhanh. Được không ạ? Và với biện pháp này thì tác giả đã nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa dòng chảy của hai con sông đồng thời cũng thể hiện cái sự biết ơn dòng sông Hương. Cũng thể hiện sự biết ơn dòng sông Hương vì điệu chảy trôi lặng lờ rất chậm của nó. Được không ạ? Khóc suốt đời vì dòng sông trôi đi quá nhanh mà Và chính bởi vậy mà Hoàng Phủ Ngọc Tường rất là biết ơn dòng sông Hương Bởi cái điệu chảy trôi lặng lờ và rất chậm của con sông này Đúng không ạ? Để rồi từ những điều ấy Đấy, đôi khi là chúng ta sử dụng kết nối chỉ là những cái từ rất là đơn giản như vậy thôi Đúng không ạ? Và hơn thế, để rồi từ đó Đó, kiểu kiểu như vậy Là những cái từ kết nối rất đơn giản nhưng chị cho rằng rất hiệu quả thật ra một trong những cái phần mà chị cảm thấy là các bạn viết văn chưa được ổn cho lắm đấy là đôi khi các bạn không biết sử dụng linh hoạt những cái từ kết nối và những cái câu kết nối và trong khi các bạn có biết không nếu mà các bạn không sử dụng những cái đó thì cái phần bài viết của các bạn sẽ rất dễ bị đứt gãy các ý có nghĩa là dường như là chúng ta chỉ đang liệt kê các ý đó ra mà thôi được không ạ à? dường như chúng ta chỉ đang liệt kê các ý đó ra mà thôi Vậy thì chị nghĩ rằng là chúng ta phải thường xuyên luyện tập đi. Được không ạ? À? Chỉ có cách thường xuyên luyện tập thì mới có thể giúp cho các bạn à, nhanh chóng được gọi là gì ạ? À? cải thiện được cái việc đó của mình thôi. Nhiều bạn viết bài đúng như kiểu liệt kê luôn. Được không ạ? À? Đúng như kiểu liệt kê luôn mà. Rồi thế thì ở đây chúng ta có cái phần tiếp theo để nói về thêm một cái chi tiết nữa khi nói về sông Hương chảy qua thành phố Huế này, đó chính là sông Hương là điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế này. Để rồi, từ những điều ấy, tác giả đã ưu ái gọi tên dòng chảy của sông Hương bằng âm nhạc. Đó là điệu slow, tình cảm, lưu giữ ký ức của đêm hội hoa đăng. Ngay từ khi phát hiện ra quy luật của dòng chảy đặc biệt của sông Hương dường như dành riêng cho Huế, để lưu giữ ký ức của người dân xứ Huế, đó phải chăng chính là tình cảm của con sông này dành cho mảnh đất quê hương xứ sở. Dòng sông bây giờ không phải là dòng sông vô tri mà đã trở thành con sông có tâm hồn thấu hiểu tình cảm và cảm xúc của con người để có thể phát hiện được ra điều đặc biệt ấy có lẽ nhà văn đã nhìn dòng sông này trên hai góc độ tình yêu và âm nhạc cả cuộc đời gắn bó với huế thương hoàng phủ ngọc tường đã nhiều lần tâm sự về tình cảm của mình dành cho mảnh đất này thủa ấy dòng châu hóa còn hoang dại chim nhạn đậu đầy bãi hoa tầm xuân mọc trên với cỏ lau chính là hoa tường vi thơm ngát những khu vườn bây giờ. Tôi qua đây yêu mến những dòng sông nên ở lại Dẫy cỏ lật đá trồng cây từ buổi ấy. Sáu bảy trăm năm, sáu bảy trăm năm trôi qua, mỗi tấc đất bỏng này đã uống biết bao nhiêu mồ hôi và máu. Tôi nhìn ra ở mỗi con người quanh tôi chịu nặng một lòng thương cây nhớ cội và nét điềm tĩnh của mảnh đất mà họ đã cày cuốc và gieo hạt tình yêu thương dành cho dòng sông quê hương ấy đã thôi thúc ông ngắm nhìn dòng sông này trên nhiều góc độ. Dòng sông không muốn trôi vì yêu vì quá yêu thương mảnh đất kinh thành. Dòng sông không muốn trôi nhanh có lẽ vì không muốn xa rời người tình nhân đã lâu ngày mới gặp gỡ. Chi tiết điệu sâu tình cảm dành riêng cho đất Huế thực sự đã gây xúc động và ấn tượng sâu đậm trong tâm thức bạn đọc để rồi nó trở thành một nét hẳn riêng khi nhớ về dòng chảy rùng rằng này con sông dùng rằng con sông không chảy sông chảy vào lòng nên huế rất sâu vậy thì nhìn nhận lại các bạn có thể chú ý chúng ta đã phân tích cách ý như sau thứ nhất đó là tâm trạng và cảm xúc của dòng sông hương khi bắt đầu bắt gặp thành phố huế đúng không ạ số hai là những cái dòng gì ạ bắt đầu là sông hương đến thành phố huế và chia ra thành những cái nhánh sông đào và chảy đi khắp quanh thành phố huế tạo ra một cái vẻ đẹp, một cái kiến trúc đô thị cổ rất đặc biệt cho thành phố Huế. Và ý số 3, sông Hương được ví như điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế, một cái góc nhìn trên cái góc độ âm nhạc và tình yêu. Đấy sẽ là ba cái ý chính mà các bạn cần phải làm rõ khi phân tích cái đoạn này các em nhá. Thế xong rồi chúng ta sẽ tiến hành giải quyết yêu cầu phụ. Yêu cầu phụ của chúng ta ở đây đó chính là cái tình cảm mà Hoàng Phủ Ngọc Tường dành riêng cho đất Huế thế thì chị nói thật chẳng cần phải đọc cái bài ký này chúng ta cũng có thể trả lời được phần nào rồi đúng không ạ ông ấy có yêu huế không yêu chứ yêu nhiều không ạ yêu nhiều chứ ông ấy có trân trọng mảnh đất này không ạ trân trọng chứ ông ấy có gắn bó sâu nặng với mảnh đất này không ạ có chứ đấy hãy trả lời bằng những cái tính từ như thế những động từ như thế đi đúng không nào các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé hãy trả lời bằng những cái tính từ và động từ như thế đi sau đấy bắt đầu là quay vào là dựa vào cái việc mình mình đọc ai đã đặt tên cho dòng sông và cụ thể là cái đoạn trích này mình đưa ra cái câu trả lời nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có này. Hoàng phủ Ngọc tường cất tiếng khóc chào đời tại Huế. Huế không phải quê gốc nhưng là nơi nhà văn lớn lên trưởng thành và gắn bó nhiều. Có lẽ cũng chính vì điều này mà ông yêu thương thành phố Huế tha thiết. Trả lời đúng chưa? đúng cái ý chưa đúng cái yêu cầu câu hỏi yêu cầu phụ đưa ra chưa chị thấy rằng là một trong những cái điều mà khiến cho các bạn cứ loanh quanh mãi ở trong cái việc viết yêu cầu phụ ấy, đấy chính là các bạn không xác định được cái vấn đề trọng tâm người ta cần hỏi là gì và các bạn không trả lời được vào trọng tâm của vấn đề ấy. đấy là một trong những cái điều mà khiến cho chúng ta thấy là chúng ta viết rất dài nhưng mà lại không hiệu quả nhé mặc dù viết rất dài nhưng không hiệu quả được chưa ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ có này đây ạ à, nhá được chưa nào tình cảm ông dành cho Huế nói chung và sông hương nói riêng là vô cùng sâu nặng đó được không ạ à? nhìn vào những trang văn của người nghệ sĩ này bạn đọc phát hiện ra chạy suốt đời văn và đời người của Hoàng Phủ Ngọc Tường là dòng sông hương nhưng ngược lại nếu không có những trang viết của ông Hương Giang đã không long lanh như thế trong lòng biết bao nhiêu người đọc dù đã đến hay chưa đến Huế phải yêu Huế lắm cắn bó với Huế lắm. Tác giả mới dẫn được người đọc vào không gian đó cùng với mình để thấy lòng mình lắng lại, đánh thức người đọc hoài niệm về tình cảm dành cho mảnh đất cố đô thân yêu và đặc biệt là cho dòng sông Hương. Có người từng cho rằng nếu mai kia Hoàng Cầm từ dã cuộc chơi thì sau lưng ông vẫn có dòng sông đuống đưa tiễn. Các em có biết Hoàng Cầm với một cái bài thơ rất nổi tiếng không? Em ơi buồn làm chi? Anh đưa em về bên kia sông đuống. Ngày xưa cát trắng phẳng lì, sông đúng trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. Thế nên là gì ạ? Có người từng cho rằng, nếu mai kia hoàng cầm từ giã cuộc chơi, thì sau lưng ông vẫn có dòng sông đúng đưa tiễn. Và cũng nói theo cách của Hoàng Phủ Ngọc Tường rằng, mai kia tôi về ngủ trên đồi, hẳn ông sẽ có một dòng sự sông hương đưa tiễn với tất cả tấm chân tình hào hoa và đam mê mà ông đã dành cả đời văn của mình để dâng hiến cho Linh Giang xứ Huế, được không ạ? À? Sông Hương và Huế đã đến với bạn đọc qua những trang văn trang hoa của Hoàng Phủ Ngọc Tường và bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông đã để cho bạn đọc cũng từ đó cảm nhận được sâu sắc về mối tình sâu nặng giữa Hoàng Phủ và Huế thương. Lời tạ từ của nhà văn này dường như thêm một lần nữa khắc sâu hơn vào trái tim của độc giả về mối tình sâu nặng. Như một người đã chiêm nghiệm trong im lặng và sương khói Chỉ để giữ lại những nét đẹp thầm sâu từ thiên nhiên Từ dưới đáy kinh nghiệm của một đời cầm bút Tôi đã không ngần ngại gửi tâm hồn mình vào tác phẩm Vẽ lại đời mình bằng màu nước của dòng sông Nó xanh biếc và yên tĩnh Như một lẽ vĩnh hằng trong cảnh vật cố đô Được không ạ? Đặc sắc nội dung, đặc sắc nghệ thuật tự làm nhé Kết bài Đó, được không ạ? Kết bài, thế thôi cứ như thế là triển khai thôi chứ có gì đâu. Được không ạ? À? Đây ạ, kết bài. Những bút ký về dòng sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường nói chung và ai đã đặt tên cho dòng sông nói riêng có thể nói đã trở thành kinh điển, khiến bạn đọc vẫn luôn nao lòng khi nhớ về. Bởi thế, cho dù trong những trang văn của ông, dấu chân lữ hành của ông đã lang thang qua sông Sen của nước Pháp hay sông Volga của nước Nga, đi suốt những dòng sông Việt từ sông Hồng, sông Đuống, sông Lô đến dòng Hiền Lương, Thạch hãn quê nhà, hay yêu đến tận tụy dòng sông Thu Bồn, xứ Quảng, sông Côn, đất võ. Những dòng sông phương Nam đầy nắng phù sa thì cuối cùng Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn là vẫn là những yêu thương dành dụng cho lời tạ từ hôm nay như một người đã chiêm nghiệm trong im lặng trong sương khói để giữ lại những gì đẹp thẳm sâu nhất của thiên nhiên từ dưới đáy kinh nghiệm của một đời cầm bút tôi đã không ngần ngại gửi tâm hồn mình và tác phẩm vẽ lại đời mình bằng màu nước của dòng sông nó đã xanh biếc và yên tĩnh như một lẽ vĩnh hằng của cảnh vật cố đô và những lời tạ từ ấy chính là dành cho hương giang cho sự hối mộng mơ mà ông yêu thương vô cùng được không ạ ví dụ là như vậy nhá ok chưa ạ mọi người mua 17 cuốn sách của chị hiên ý hay lắm mà dễ hiểu học <laughs> thế đã đăng ký khóa học 10 ngày của chị chưa hay là vẫn cân nhắc thì các bạn ơi. Đây chính là phần đề ngày hôm nay mà chị chữa nhá. Các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu bài không ạ? Chúng mình có hiểu bài không ạ? Các bạn đâu rồi, chúng mình có hiểu bài không? Đâu rồi, đi ngủ hết rồi à? Trời ơi. Tại sao lại đi ngủ trong khi nhiều đối thủ như thế này vẫn còn đang thức hả? Các em có biết là là các đối thủ của em vẫn đang thức không? hả tại sao các em lại dám đi ngủ trong khi đối thủ các em vẫn đang thức mà trong khi đến lúc các đối thủ đi ngủ thì em vẫn đi ngủ chứ không phải là các đối thủ đi ngủ thì em thức hà được không ạ à? chúng mình ơi à. <laughs> trời ơi là trời lại còn gì nhỉ ok các bạn ơi các bạn có hiểu bài ngày hôm nay không ạ à? các bạn có hiểu bài ngày hôm nay không À, em đang stress nghe chị giảng bài thấy yêu văn hơn nhiều à. Ok Tú Nhi ơi. Hãy cố gắng lên nhá. Được không ạ? À? Hãy cố gắng lên nha. Chị mong rằng là các bạn sẽ có thể um, gọi là dành tình yêu nhiều hơn cho môn học này. Rất hy vọng là các bạn sẽ dành tình yêu nhiều hơn cho môn học này. Được không ạ? À, à khóa 10 ngày ngày nào mở ạ? À? Tức là bao giờ khai giảng ấy hả? À? Mình sẽ khai giảng vào khoảng mùng 2 tháng 6 ấy mà Xong rồi mình sẽ học 10 ngày liên tiếp luôn. Năm nay được tặng thêm 2 buổi nữa là 12 ngày để mình cùng ôn lại toàn bộ kiến thức nền nhá. Bên cạnh đấy là mình sẽ ôn phần phương pháp và luyện các đề để em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia luôn. Ok chưa ạ? À? Được không ạ? À? Mai chị cũng không chắc nữa tại vì chia sẻ một cái thông tin đấy là mai là sinh nhật chị cơ. Nên chị cũng đang chưa biết là tối mai chị có kế hoạch gì không, chị cũng đang muốn là uh, gọi là có một buổi tối ấm áp bên uh, bạn bè của mình bên gia đình của mình thì nên thành ra là là chị cũng không chắc là tối mai đáng lẽ là tối mai là theo lịch là chị cũng phải xuất hiện cùng với các bạn đấy thế nhưng mà ôi <laughs> trời ơi tự nhiên lại được chúc mừng sinh nhật đây này trời ơi sang trấn quá được đón sinh nhật sớm luôn rồi này ôi trời ơi được rồi được rồi chị cảm ơn các em nhiều nhá chị cảm ơn các em à, chắc là trong sinh nhật của chị thì chị sẽ dành một cái điều ước đấy là ước cho tất cả các bạn Ờ uh, uh, gì đây, ấm áp đi ạ Mười rưỡi về ấm áp với bọn em <laughs> Trời ơi là trời Ok, chị sẽ dành một điều ước Là dành tặng điều ước Cho tất cả các bạn chăm chỉ ngày hôm nay Sẽ đạt được cái số điểm Thật là cao trong kỳ thi trung học Phổ thông cô gia sắp tới nhá Ôi trời ơi, bây giờ còn đang bảo chị là vợ nhặt đi đây này Rồi, chắc chắn là Sẽ có rất là nhiều uh, Những cái tác phẩm mà chị muốn Chia sẻ cùng với các em Thế nhưng mà đây là cái lời khuyên chân thành của chị đấy Đấy là các em nên đăng ký khóa học 10 ngày đi Không phải là vì chị tự tin thái quá với cái khóa học này đâu Mà thực sự là đã 5 năm trôi qua rồi Và khóa học 10 ngày vẫn là một cái khóa học vía rất tốt Là một cái khóa học rất là bùng nổ Thế nên là chị nghĩ là các bạn hãy các bạn hãy hãy tìm hiểu đi và nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn hãy đăng ký đi. Đây là khuyên thật đấy nhá. Ô, ok chị chị tặng mà. Em ơi, em nhớ cắp lại màn hình để một xíu nữa nhắn tin về để nhận tài liệu tặng nhá. Đây là chị nói thật được không ạ? À? Đây là chị nói thật đấy. Đấy là hãy đăng ký khóa học này đi. Bây giờ vẫn đang được ưu đãi về học phí và các bạn sẽ còn được tặng thêm là 12 cuốn tài liệu đấy. Bây giờ nếu như trong ngày hôm nay bạn nào muốn đăng ký này, đang xem livestream này chú ý này. Bạn nào muốn đăng ký chị Hiên sẽ tặng thêm cho 4 cuốn để nâng cao kỹ năng viết nữa, duy nhất cho các bạn đang xem livestream trong ngày hôm nay. Nếu đăng ký khóa học 10 ngày nhé Tức là chị có 4 cuốn, tức là ngoài cái việc được nhận 12 cuốn về các tác phẩm này thì bây giờ là chị đang có 4 cuốn là về kỹ năng viết. 4 cuốn đấy sẽ là cuốn thứ nhất là mở bài kết bài. Cuốn thứ hai đó là gọi là nâng cao cái vốn từ vựng để viết nghị luận văn học. Cuốn thứ ba là giải quyết các yêu cầu nâng cao và cuốn thứ tư là liên hệ mở rộng trong các tác phẩm đối với các đề bài ở trong các tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Được chưa? Thế nên là nếu như bây giờ các bạn đăng ký khóa học 10 ngày thì chị sẽ tặng cho các bạn là một bộ tài liệu 16 cuốn chứ không phải là 12 cuốn. Duy nhất trong các bạn xem livestream ngày hôm nay thôi nhá. Và nhớ là nhắn về là phải giải thích cho các chị ý để các chị ý hiểu là chị Hiên tặng riêng em ở trong livestream nhá. Nhớ chưa? Không là các chị ý không hiểu là lên đơn lại 12 cuốn rồi đến lúc thiếu thừa là mệt lắm. Đấy đấy là món quà bởi vì các bạn vừa vừa chúc mừng sinh nhật chị đấy. <laughs> các em vừa chúc mừng sinh nhật chị thế nên là chị mới tặng lại cho các bạn may mắn trong ngày hôm nay một món quà đấy, được chưa? À, yên tâm các bạn đăng ký rồi, các em cứ yên tâm vào lớp đi, chị sẽ còn rất nhiều quà nữa dành tặng cho các bạn nhá. Thế nên là các bạn đừng đừng có lo về việc là các bạn sẽ thiệt thòi. Được chưa ạ? À? Nhá, đừng lo sẽ thiệt thòi phương anh ạ. À. Yên tâm là như vậy. Đấy, đang dành tặng một món quà À, gọi là cảm ơn các bạn vì lời chúc mừng sinh nhật sớm đến từ các bạn <laughs> các em có biết năm nay chị hiên bao tuổi rồi không <laughs> đấy chị lại bắt đầu trò chuyện với các em rồi đây này các em có biết các em có thử đoán được năm nay chị hiên bao nhiêu tuổi rồi không nhìn ảnh chị hiên nhiều trên fanpage rồi không biết là có đoán được chị hiên bao nhiêu tuổi không <laughs> à, rồi nói chung là vui vui một xíu thế thôi chị cảm ơn các bạn rất nhiều nhé vì ngày hôm nay các bạn đã dành thời gian À, để đến đây tham gia trong phần phát trực tiếp này và lắng nghe một cách rất là chăm chú với cái phần bài viết mà chị chia sẻ 18 tuổi à? <laughs> trẻ thế à được không ạ à? À, chị rất là cảm ơn các bạn biết ơn các bạn rất nhiều và chúng mình sẽ hẹn gặp nhau trong một buổi học gần nhất và nhớ là các loại màn hình nếu muốn đăng ký khóa học 10 ngày trong ngày hôm nay chị Hiên sẽ tặng thêm cho các bạn 4 cuốn tài liệu nữa và duy nhất là đối với các bạn đăng ký trong ngày hôm nay thôi nhá Và đang xem livestream ngày hôm nay thôi nhá Ok chưa ạ? 18 tuổi, 25 tuổi, 23 tuổi, 30 tuổi Ôi trời ơi <laughs> Rồi ok thôi chị không nên đọc nữa Được không ạ? 21 tuổi Đấy thôi Nói chung cái này là bí mật Được không ạ? Thôi thế nhá Trên tinh thần thế nhá Còn bây giờ thì chúng mình sẽ gửi lời chào tạm biệt tới nhau Hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi phát gần nhất nhớ nhắn tin về để nhận được cái ưu đãi ngày hôm nay mà chị Hiên dành tặng nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.